lực lượng vũ trang nga đã cho nổ tung các cây cầu ở quận xuất gia thuộc vùng cớt của nga nhằm làm gián đoạn quá trình luân truyền và hậu cần của quân đội ukraine những cây cầu đã bị phá hủy gần làng markduka nơi quân đội nga đang tiến hành một cuộc phản công tích cực bằng cách cho nổ tung các cây cầu quân nga đã tước đi khả năng liên lạc ổn định giữa các đơn vị của ukraine lực lượng vũ trang nga đã phát động một cuộc tấn công toàn diện chống lại ukraine ở khu vực biên giới của vùng cớt Bộ Quốc phòng Nga cho biết 15 đơn vị của quân đội Ukraine đã bị ảnh hưởng. Sau cuộc tấn công toàn diện, lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 người. Blogger người Ukraine Anatoly Sary cho biết các đơn vị Ukraine chiếm khu vực Cớt của Nga đang chuẩn bị rút lui. Các đơn vị Ukraine ở khu vực Cớt đã nhận được lệnh sẵn sàng rút lui về lãnh thổ Ukraine, blogger này cho biết lực lượng vũ trang nga tiến quân nhanh chóng và thường xuyên giành lại các khu định cư bị chiếm đóng ở cớt lực lượng ukraine gần như bị bao vây hoàn toàn bộ chỉ huy ukraine không còn khả năng tiếp tế cho một số đơn vị của mình gần cớt và các binh sĩ ukraine chỉ có thể vượt qua vòng vây theo nhóm nhỏ vào ban đêm Bộ Quốc phòng Nga hôm ngày 14 tháng 10 cho biết, trong 24 giờ qua, tổn thất của quân đội Ukraine ở Kurt lên tới hơn 200 người, khoảng chục xe chiến đấu, trong đó có một xe bọc thép chở quân Striker do Mỹ sản xuất cùng với ít nhất một lính Mỹ. Theo con số của phía Nga, trong cuộc giao tranh trên hướng Kurt, Ukraine đã tổn thất hơn 23.150 quân nhân, hàng trăm xe chiến đấu và vũ khí khác. Nhiều chuyên gia cũng như các chính phủ phương Tây nhìn nhận rằng cuộc tấn công xâm nhập của Ukraine ở Cớt đã không đạt được hiệu quả như nước này mong muốn, là khiến Nga phải rút quân từ miền đông Ukraine về bảo vệ Cớt và tăng vị thế cho Kiev nếu đàm phán diễn ra. Trước đó, vào ngày 15 tháng 10, ông Apti Alaudinov, chỉ huy lực lượng Akamat cho biết, mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine tại tỉnh Cớt có thể sụp đổ trong vòng một tháng. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp, ông Alaudinov chỉ ra rằng quân đội Ukraine đã phải chịu tổn thất nặng nề ở tỉnh Cớt. Theo vị chỉ huy này, việc Nga giành lại nhiều khu định cư ở Cớt khiến mọi người tin tưởng rằng lực lượng Ukraine sẽ buộc phải tháo chạy, nếu không họ sẽ bị bao vây. Ông Alaudinov nói, nếu chúng ta quan sát các sự kiện trên toàn bộ mặt trận, ở khoảng 10 khu vực nơi lực lượng Nga đang tiến quân, chúng ta có thể thấy rằng triển vọng của các đơn vị là rất lớn. Tôi nghĩ rằng trong vòng một tháng, chúng ta sẽ thấy mặt trận của đối phương sụp đổ cùng ngày hãng thông tấn tass dẫn lời nhân chứng ở Kut cho biết nhiều lính đánh thuê nước ngoài từ ba lan georgia đã tham chiến bên cạnh lực lượng ukraine theo lời kể của nhân chứng lực lượng ukraine đã sử dụng nhiều loại vũ khí bao gồm súng trường tấn công súng máy pháo binh ngoài ra còn có cả xe tăng quân đội ukraine chưa bình luận về thông tin này các quan chức tình báo Đức đã đưa ra cảnh báo tại Quốc hội Đức rằng nguy cơ xung đột quân sự trực tiếp giữa NATO và Nga đang gia tăng, với việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể xem xét một cuộc tấn công vào NATO năm 2030. Theo giám đốc tình báo Đức Bruno Kahr, Nga hiện đã có đủ năng lực và tài nguyên để thực hiện một cuộc tấn công chống lại NATO vào cuối thập kỷ này. Ông Kahr nhấn mạnh rằng, dù NATO có muốn hay không, liên minh quân sự này đang trực tiếp đối đầu với Nga và cần phải có sự chuẩn bị kịp thời về mặt quân sự và tài chính để đối phó với nguy cơ này. Bruno Kha cũng lưu ý rằng mục tiêu lâu dài của tổng thống Putin là làm suy yếu phương Tây và ông sẽ tiếp tục kiểm tra các danh giới đỏ của NATO và phương Tây để leo thang xung đột. Putin sẽ tiếp tục đẩy căng thẳng lên cao để làm suy yếu sự đoàn kết của phương Tây, Kha cảnh báo. Theo ông, để đối phó với Nga, NATO sẽ cần thêm sức mạnh và nguồn lực để đảm bảo an ninh khu vực. Trong khi đó, các quan chức khác của Đức như giám đốc tình báo nội địa Thomas Hedewald, cũng đưa ra cảnh báo về việc Nga đang đẩy mạnh hoạt động gián điệp và phá hoại tại Đức. Ông Hayden cho biết, hoạt động gián điệp và phá hoại của Nga tại Đức đang gia tăng mạnh mẽ cả về quy mô và tính nguy hiểm. Ông cảnh báo rằng Nga có thể sẽ không ngần ngại thực hiện các hành động gây nguy hiểm đến tính mạng của người dân Đức. Một ví dụ điển hình là sự cố một bưu kiện bốc cháy ngay trước khi được chuyển lên máy bay của DHL tại sân bay Jeplik vào tháng 7. Vụ việc này được xem là một tai nạn may mắn vì nếu bưu kiện phát nổ trong chuyến bay, đã có thể xảy ra thảm họa lớn. Heidenquang cũng chỉ ra rằng Nga đang sử dụng các vấn đề xã hội hiện có ở Đức để chia rẽ xã hội và gây bất ổn nội bộ. Trong khi đó, người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Martina Rosenberg nhấn mạnh rằng Nga đang tích cực thu thập thông tin về việc Đức cung cấp vũ khí cho Ukraine cũng như các dự án huấn luyện quân sự của nước này. Ba giám đốc tình báo của Đức đều đồng tình rằng cần phải có những biện pháp mạnh mẽ hơn để đối phó với sự gia tăng hoạt động gián điệp và phá hoại của Nga trên lãnh thổ Đức, đặc biệt là trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine vẫn đang tiếp tục leo thang. Họ kêu gọi chính phủ Đức tăng cường các biện pháp an ninh và phản gián để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa từ Moscow trước đó vào đầu tháng này một thành viên quốc hội đức sarah wakenech đã cảnh báo rằng cuộc chiến giữa nga và ukraine có thể leo thang thành một cuộc đối đầu hạt nhân điều này đặc biệt đáng lo ngại khi các quan chức nga đã nhiều lần ám chỉ rằng họ có thể sử dụng vũ khí hạt nhân để đáp trả sự can thiệp của nato và phương tây vào cuộc xung đột này Wagenknecht nhấn mạnh rằng nếu NATO trở thành một bên chính thức trong cuộc xung đột, Nga có thể sẽ thực hiện các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở quân sự của NATO trên lãnh thổ các quốc gia thành viên. Ngày 15 tháng 10, Nga đã bảo vệ thỏa thuận quốc phòng của nước này với Triều Tiên, đồng thời khẳng định Moscow sẽ cung cấp hỗ trợ quân sự cho Bình Nhưỡng nếu quốc gia Đông Bắc Á bị tấn công theo một hiệp ước hai bên đã ký kết. Hãng thông tấn Sputnik cho biết, trong một cuộc họp báo, người phát ngôn điện kremlin dmitry peskov khẳng định thỏa thuận hợp tác quốc phòng giữa nga và triều tiên có ý nghĩa rõ ràng ông peskov nêu rõ trong khuôn khổ thỏa thuận bản thân các từ ngữ không cần phải làm rõ thêm những công thức này khá rõ ràng điều quan trọng có lẽ là thỏa thuận này thực sự ngụ ý hợp tác chiến lược sâu rộng trên tất cả các lĩnh vực bao gồm cả việc đảm bảo an ninh khẳng định trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo triều tiên đang gia tăng nghiêm trọng với việc cả hai miền đang đặt lực lượng vũ trang trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Sau khi Bình Nhưỡng cho nổ một số tuyến đường bộ nối với Hàn Quốc và Seoul nổ súng cảnh cáo, Triều Tiên cũng đe dọa có thể tấn công bất cứ lúc nào nếu Hàn Quốc tái diễn tình trạng để thiết bị bay không người lái giải truyền đơn xâm nhập thủ đô Bình Nhưỡng, trong khi Seoul khẳng định sẵn sàng ứng phó mọi tình huống. Trong khi đó, cùng ngày, hãng thông tấn TASS dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Zudensko tuyên bố nếu có hành động xâm lược nào xảy ra đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, mọi biện pháp cần thiết sẽ được thực hiện theo luật pháp của chúng tôi và Triều Tiên. Theo ông Dudenko, các điều khoản có hiệu lực đó nằm trong hiệp ước về quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin đại trình lên Duma Quốc gia Hạ viện để phê chuẩn một ngày trước đó. Quan chức ngoại giao Nga nhấn mạnh, hiệp ước đã được ký kết, vì vậy nó là công khai. Theo điều 4 của hiệp ước, trong trường hợp một bên bị xâm lược, bên còn lại sẽ cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào, bao gồm cả hỗ trợ quân sự. Hiệp ước trên đã được ký tại Bình Nhưỡng vào ngày 19 tháng 6 trong chuyến thăm của ông Putin đến Triều Tiên. Hiệp ước quy định rằng các bên duy trì và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trên cơ sở lâu dài, có tính đến luật pháp quốc gia và nghĩa vụ quốc tế, dựa trên các nguyên tắc tôn trọng chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của nhau không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng và tôn trọng các nguyên tắc khác của luật pháp quốc tế liên quan quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia. Các bên tìm cách thiết lập sự ổn định chiến lược toàn cầu và một hệ thống quốc tế đa cực công bằng. Hiệp ước nêu rõ, trong trường hợp có mối đe dọa sắp xảy ra về hành vi xâm lược vũ trang đối với một bên, bên còn lại sẽ dựa theo yêu cầu của bên kia ngay lập tức kích hoạt các kênh song phương để tham vấn nhằm phối hợp lập trường chung và thống nhất các biện pháp thực tế để có thể hỗ trợ lẫn nhau nhằm giúp loại bỏ mối đe dọa. Trong trường hợp một trong các bên bị bất kỳ quốc gia nào hoặc một số quốc gia tấn công vũ trang và do đó thấy mình trong tình trạng chiến tranh, bên còn lại sẽ ngay lập tức cung cấp hỗ trợ quân sự và các hỗ trợ khác bằng mọi cách để có thể theo Điều 51 của Hiến trương Liên Hợp Quốc và theo luật pháp của Nga cũng như Triều Tiên.